Lân đến từ team The Planners. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Resort Intercontinental Đà Nẵng, là một resort rất là quen thuộc với team The Planners cũng như là những cô dâu chú rể của team. Ngày hôm nay là đám cưới của Hà Lan và David. Đây là một cặp đôi mà tụi mình đã chăm sóc và giúp đỡ trong suốt 3 năm qua. Vì sao lại lâu như vậy? Bởi vì trải qua Covid thì cuối cùng hai bạn cũng có thể thực hiện cái đám cưới trong mơ của mình tại resort này. Ngày hôm nay thì là một cái destination wedding typical luôn. Vì sao mình lại nói như thế? Bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều những hoạt động diễn ra. Một lát nữa thì lễ dâng trà sẽ diễn ra tại đây. Và team của The Planners đang có mặt ở đây, mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Trong này thì có team, có Quyên, Quyên say hi, Thơ, Trang. Mọi người đang chuẩn bị cho live lunch sau cái lễ. Creative manager của tôi đâu rồi? Đây rồi. Hello. Đây là Như, tác giả của các idea thì hôm nay là cô nở. Hai đứa chụp đấy. Quay cô ạ. Cô nở mẹ của cô dâu, rất là trẻ trung. Mình đang đứng ở La Maison Terrasse, là chỗ sẽ tổ chức phần lễ cưới, main ceremony. Thì ở bên này là khu vực cổng hoa và ghế dành cho 60 khách mời. Còn xuống dưới kia, khu vực kia, sorry. Chỗ này là bãi cỏ của La Maison, thì sẽ là nơi mà mọi người sử dụng cocktail một tiếng đồng hồ sau lễ. Thì ở đây bọn mình có sắp xếp một cái photo booth để khách có thể chụp ảnh và lấy được ảnh luôn. Và có một số trò chơi lawn games để khách kiểu giải trí trước khi mà di chuyển đến phần dinner. Ở đây bọn mình có quạt sen làm từ lá sen thật, là món quà mà Hà Lan và David gửi bạn khách mời. Rất là thích hợp cho thời tiết nóng nực Đà Nẵng tháng này. Có một điều bí mật nhỏ, đấy là cô dâu thì bị dị ứng với phấn hoa. Vì vậy là hiện tại thì bọn mình sử dụng phần lớn đấy chính là những cái loại hoa sấy khô và có tông màu kem nhạt. Mọi người đang ở Whitehall, là mình sẽ tổ chức tiệc dinner ở đây. Thì như mọi người có thể thấy thì là sảnh tiệc của mình sẽ được trang trí với tông màu chủ đạo là màu trắng. Và lấy cái theme tiệc là mình sẽ sử dụng cái theme nó truyền thống hơn. Đấy chính là chủ đề là về sen, giống như tea ceremony. Thì ở đây cũng có sử dụng những bông hoa sen giấy được gấp. Thì cái này sẽ trở thành là những cái món quà dành cho khách, để khi mà khách đến đây thì khách có thể mang về. Đồng thời là mọi người cũng có thể nhìn thấy là ở chính giữa sảnh này có một cái dance floor được thể hiện là hình ảnh của chiếc lá sen cách điệu. Và trên đó thì có logo của cô dâu chú rể với một hình tròn biểu tượng như là giọt sương ở trên lá. Mình đang sắp xếp nến đặt lên trên bàn tiệc để đảm bảo rằng là đến buổi tối thì sẽ tạo ra được một cái không gian rất là lung linh và ấm cúng. Đồng thời mình cũng muốn thể hiện được cái không gian của Hội An vào buổi tối, đấy là khi mà mọi người có thể đi thả hoa đăng vào buổi tối trên sông Hội An. Thì đại khái là nó sẽ có rất là nhiều theme, rất là nhiều những cái ý tưởng nó xuyên suốt ở những cái địa điểm mà chị Hà Lan và anh David rất là thích. Và mình cũng muốn là ngoài cái việc là nó xuyên suốt là chủ đề là ánh trăng, sen và sông nước, thì mình sẽ xuyên suốt những cái ý tưởng mà dọc các miền Trung của Việt Nam mình đưa vào đây. Thì trên bàn tiệc thì mình sẽ set up là những cái thuyền hoa sen với hình ảnh là những cái
đài sen, hoa sen và lá sen. Thể hiện là menu thì được sẽ thể hiện trong hình tròn và có cái texture thể hiện như là mặt trăng. Để là cái theme xuyên suốt tiệc thì chính là trăng trên hồ sen. Sen ở đây thì mình sử dụng đa phần sẽ là sen Huế, là quê hương của cô dâu. Mình muốn có một cái sự tự nhiên ở đây, không gượng ép, hoa sẽ nở và cũng có thể sẽ tàn ở trên bàn tiệc của khách khi mà khách đang ăn. Chị Trum là một florist mà mình đã mang từ Hà Nội vào đây. Mình rất là tin tưởng cái cách cắm hoa của chị Trum và yên tâm giao cho chị Trum chỉ có 20 cái hoa bàn nhưng cắm theo phong cách Ikebana và thể hiện cái sen của mình tốt nhất. David thì là một người mà phải nói là rất là chiều chuộng và rất là yêu thương Hà Lan vô điều kiện luôn. Thì khi mà bọn mình theo dõi cái hành trình của cặp đôi này từ năm 2019 đến tận giờ thì hai bạn mới kết hôn được, thực sự là nói chung là với bọn mình thì cái việc mà hai người kết hôn nó cũng là cái niềm vui, giống như niềm vui của mình. Nên là giữa ông này mình rất là vui. Mọi người đang ở bàn escort table. Đây là nơi mà tất cả các vị khách của mình sẽ tới để tìm tên của mình và vị trí ngồi ở trên bàn. Thì cái bàn này của mình ý, được set up vô cùng tự nhiên với điểm nhấn là một bình hoa ở chính giữa. Và hoa ở đây mình sử dụng là hoa bạch liên. Hoa bạch liên thì mọi người có thể quan sát rằng là nó có thể rụng những cái cánh này xuống bất cứ lúc nào. Đồng thời là những cái bông sen được gấp bằng giấy thủ công của Việt Nam mình để tặng cho khách. Bên trong là sẽ có cái nem tác dành riêng cho mọi người. Cái phần số bàn thì mình muốn có thêm cái hình tượng hóa về nước, nên là mình có sử dụng tông màu xanh lam, rồi là cũng thể hiện tên của cô dâu luôn.